Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kịch chiến trong Bộ Quốc phòng, thế lực tổng và thế lực thủ làm chủ những nơi nào. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Tổng Bí thư hiện nay nắm trong tay hai thanh kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm của Bộ Công an được ông Tổng nắm chắc hơn và thanh kiếm quân đội đang bị ông Tổng nắm khá lỏng lẻo. Tuy nói là lỏng lẻo không có nghĩa là ông Thủ dễ gì đánh bật được ông Tổng ra khỏi bộ này. Ông Tổng vốn là cốt cách quan văn, không phải quan võ, cho nên ông Tổng chỉ lôi kéo được những văn tướng trong quân đội thôi. Đó là quy luật hấp dẫn, rất hiển nhiên theo như kiểu mưu tầm mưu, mã tầm mã. Vì thế mà ông Tổng đang nắm rất chắc phần tuyên huấn trong quân đội. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Lương Cường, đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đang được ông Tổng dụ ngã theo. Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, từng là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về ban bí thư, giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Phía dưới ông Lương Cường còn có nhiều tướng tá đang là người của Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa. Còn với ông đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thì trước đây có ân nghĩa với ông Tổng Trọng qua việc nâng đỡ ông này để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, về lợi ích thì ông Phan Văn Giang và các thuộc hạ của ông tại Bộ Quốc tham mưu đang dính dáng đến những lợi ích trong các thương vụ buôn bán vũ khí hàng tỷ đô la, mà đầu dây mối nhợ của các thương vụ buôn bán vũ khí đang nằm trong tay ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Như vậy, so sánh tương quan lực lượng thì ông Tổng Bí thư có tiếng nói mạnh ở Tổng cục Chính trị, còn ông Thủ tướng đang có tiếng nói mạnh ở Bộ Tổng tham mưu. Sự ảnh hưởng của ông Thủ tướng và ông Tổng Bí thư lên Bộ Quốc phòng đang theo một số nhà phân tích cho rằng nó theo tỷ lệ 49-51 nghiêng về phía ông Thủ tướng. Với việc cất nhắc ông Phùng Sĩ Tấn từ Trung tướng lên hàm Thượng tướng, là ông Thủ tướng đang có ý muốn ông này nắm Bộ Tổng tham mưu trong tương lai không xa. Ở Tổng cục Chính trị, đó là phần sân nhà của ông Tổng, ông Thủ tướng không thể can thiệp vào việc này. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Phía ông Thủ tướng đang gây ảnh hưởng bằng hợp đồng mua vũ khí béo bở, và nhân vật đóng vai trò cầm trịch trong đường dây này không ai khác chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu bắt được bà Nhàn, ông Tổng Bí thư sẽ phá vỡ được kèn cựa hiện nay giữa ông Tổng và ông Thủ. Bắt bà Nhàn thành công thì ông Tổng sẽ tái chiếm lại Bộ Quốc phòng, và khi đó ông Thủ sẽ hết công cụ để tự vệ trước ông Tổng, và kèm theo nó là sẽ moi ra hàng loạt cái đường dây rất lớn với kinh phí mua sắm vũ khí nhập ở nước ngoài hàng tỷ đô la. Theo một số sĩ quan cấp tá được yêu cầu giấu tên thì hiện nay trong Bộ Quốc phòng đang chia thành hai phe rõ rệt, phe Tổng tham mưu trưởng và phe Tổng cục Chính trị. Hiện nay Bộ Quốc phòng như đang có đến hai bộ trưởng. Bộ trưởng không chính thức là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tổng cục Chính trị Lương Cường. Và Bộ trưởng chính thức lại là ông Phan Văn Giang, cũng là Đại tướng nhưng là gốc từ Bộ Tổng tham mưu đi lên. Từ thời gian làm trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính âm thầm nuôi quân từ đấy. Thế lực bà Phạm Thị Thanh Trà tại tỉnh Yên Bái và thế lực ông Phùng Sĩ Tấn là phó tư lệnh quân khu 2 trước khi xảy ra cái chết của tư lệnh quân khu 2 thiếu tướng Lê Xuân Dì. Ông Phạm Minh Chính dường như đã nuôi người từ thời ông chưa vào tứ trụ, cho thấy rằng ông Chính đã tính rất xa, và hiện ông mới mở một cửa trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh nhân tố quyết định cán cân quyền lực trong Bộ Quốc phòng Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Một số người nói rằng nếu ông Thủ mà giữ an toàn cho điệp viên Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ông Tổng sẽ không làm gì được ông, và thế cân bằng là 49-51 tại Bộ Quốc phòng vẫn được duy trì. Tuy ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an nhưng điều đó chỉ làm cho ông Tổng trội hơn mà không thể chiếm thế áp đảo với ông Thủ. Bộ Quốc phòng với 18 ủy viên Trung ương Đảng và hai ủy viên Bộ Chính trị thì nếu chiếm 50% cổ phần nơi đây cũng là một sức mạnh đáng nể, khó ai thổi bay cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng cục 2 nơi che chắn cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, thủ phạm đang giành và quật. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật cực kỳ quan trọng trong đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tờ Thời báo.de đã nhiều lần đưa tài liệu mật về mối quan hệ giữa ông Thủ tướng họ Phạm với một doanh nhân họ Nguyễn, nhưng lần đó chỉ mới nói về vấn đề quan hệ xã hội,
chưa đào sâu về mối quan hệ chính trị giữa họ với nhau. Có thể nói bảo mật thông tin nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Như Thời báo chấm đê đã từng nói nhiều lần, sẽ không có bản án nào nhắc về vấn đề môi giới buôn bán vũ khí và sợi dây liên hệ giữa Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với một cơ quan tình báo lừng danh của nước ngoài. Ông Tổng Bí thư làm áp lực trong Tô Lâm phải lôi cho bằng được bà Nguyễn Thanh Nhàn về Việt Nam để làm một vụ án còn động trời hơn cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ nước về, để khi đó đã hạ được Đinh La Thăng. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính học được bài học từ Đinh La Thăng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã học được bài học từ ông Trịnh Xuân Thanh, nên bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là bế tắc đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì khuyết xuất cảnh, bà Nhàn hoàn toàn không phạm tội, cũng không có lệnh truy nã của tòa án ở Việt Nam. Bà là một con người hết sức bình thường. Việc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn nắm quân đội, không phải bây giờ ông mới có ý định, mà ông đã có ý định từ rất lâu. Tuy vậy, lúc đó, ông Thủ tướng làm rất kín đáo, chỉ là những móc nối với Tổng cục Tình báo Quân đội, mà không quan tâm đến việc móc nối với những quan chức quân đội ngoài Tổng cục Tình báo. Tuy nhiên, khi mà ông Trọng đang thúc Tô Lâm vào cuộc, và ông Tô Lâm đã kéo một số sĩ quan công an thuộc loại thiện chiến nhất Việt Nam là Đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nơi mà đã lưu dấu của ông Phạm Minh Chính vào thời kỳ năm 2011-2015, thì khi đó ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới cảm thấy sức nóng của ông Tổng Bí thư đang phà vào gáy của mình. Thực ra, dự định chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên kế hoạch từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì lộ ra vụ án một tội phạm của ông Nơi chi tới 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi ra khỏi An Giang, nên ông Tổng đã chỉ đạo cho Tô Lâm tạm hoãn, tránh những dư luận không tốt. Thực ra, việc có kẻ chi 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi đi là sự thật. Nhưng họ muốn đẩy ông Nơi đi rời An Giang, chứ họ không đủ tiền chi cho việc ông Nơi sẽ đến đâu, bởi điều đó là vô ích với họ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhân tố quyết định cán cân quyền lực giữa các phe phái trong đảng hiện nay. Gốc rễ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần như quen hết những quan chức cộm cán trong Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo của quân đội như Phạm Ngọc Hùng, Lê Quang Minh, và thậm chí bà Nhàn còn có quen với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói cơ quan đầu não của Tổng cục 2 đều có mối quan hệ thân hữu với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Được biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đầu mối cần những đồng tiền lại quả của phía bán vũ khí, rồi đem về Việt Nam phân chia lại cho các quan chức của Tổng cục 2. Vì thế nên tiếng nói của bà Nhàn là cực kỳ có ảnh hưởng đến cục này. Ông Tổng biết rằng ông là người đứng đầu quân đội với chức bí thư quân ủy trung ương. Tuy nhiên, về bên trong Tổng cục 2, ông không thể kiểm soát được, mà người kiểm soát tốt hơn là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có lần đi sai nước cờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, bà được che chắn không chỉ bởi ông Thủ tướng mà còn được hàng loạt tướng tá trong Tổng cục 2 che chắn. Bởi những người này nếu để bà Nhàn bị tóm thì họ cũng bị về hưu non và thậm chí bị mắc bệnh lạ ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên Tổng cục 2 hiện nay đang là thành trì rất mạnh trong Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì họ bảo vệ ông Thủ tướng, bảo vệ bà Nhàn cũng là bảo vệ chính họ. Có lẽ ông Tổng Trọng bây giờ đã hối hận vì ông đã cho giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, hay còn gọi là Tổng cục 5. Có lẽ ông Tổng đã quá tự tin là ông nắm được Tổng cục 2 là đủ. Nhưng ông không thể ngờ Tổng cục 2 lại không thuộc về ông mà thuộc về kẻ khác. Và giờ đây ông đang cố giật lại. Nếu ông giật không được thì biết đâu ông Thủ tướng lại dùng cơ hội này để quật lại ông thì thật rất khổ. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Không biết thế nào, nhưng chính trường Việt Nam thì đầy bất ngờ.